Vâng, xin kính chào bà con cô bác và chào mừng bà con cô bác đã quay trở lại với Tống Tiền Kiến Trùng. Ok, hôm nay thì chúng ta sẽ được trải nghiệm một cái con xe đầu kéo mới. Thực ra thì trước kia mình chơi rồi, nhưng bây giờ mình mới quay trở lại với phiên bản V-Game V1.30, cho nên bây giờ mình mới lôi con này ra. Mình hiện tại đang chạy một con xe tải đầu kéo đát. Đấy, có gương chiếu hậu rất là châu Á, rất là Nhật Bản, đúng không? Đấy, trong thì nội thất như này, bên ngoài thì ngoại thất lại khác hoàn toàn cơ. Nó treo đầu dê bán thịt chó ghê. Mình hiện tại đang chạy một con Mitsubishi Super Crest đời 5. Super Crest hình như đời 4 hay đời 5 gì đó. Thì con này trước kia mình có chạy nhiều rồi, bây giờ mình mới bắt đầu chạy lại nó đây. Đấy, do là con này V1.30 mà từ khi mình nâng cấp lên các phiên bản thì mình không còn chơi được con này nữa, cho nên là bây giờ mình mới bắt đầu chơi về quay trở lại V1.30 thì sử dụng map Indo đồi núi. Đấy, mâm này là mâm AL Core full phiên bản luôn, phiên bản nào mình cũng có thể chơi được. Đấy, từ V1.21, 22, 23 rồi từ tới V1.34 mâm của mình đều vô được hết á. Cho nên là hôm nay xe Nhật dùng mâm hít là nói mâm AL Core. Ok, bây giờ thì mình sẽ nhận một cái kiện hàng container chở gỗ. Bây giờ chúng ta sẽ được khám phá một cái đoạn đường map Indo đậm chất Indo, mà nó đường hẹp đường nhỏ sướng lắm. Để mình chỉnh lại traffic đấy, hồi nãy mình chỉnh cho nó về không, bây giờ mình sẽ chỉnh cho nó là 0.02 đi cho đỡ lag. 0.2 thì sẽ có ít xe chạy trên đường. Ok, nào bây giờ thì chúng ta sẽ re xe lại và mắc móc qua và chúng ta sẽ lên đường. Anh em nếu hay đừng quên để lại cho mình một like, share và subscribe kênh YouTube để ủng hộ mình nhé bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này ạ. Đây là phanh tay vãi lèn nè, ở ngoài thì ở Mitsu, bên trong là đáp. Con này vẫn chưa được kéo uni đây. Nào, gương chiếu hậu của em đâu? Nào, ra vô bác tài ơi. Chúng ta sẽ mắc móc vô. Gương bên tài của mình nó hơi bị lỗi nhẹ nhẹ. Hơi có một cái gọi là cái bóng, cái bóng á. Đấy, ok. Đúng xe Nhật của khác, mẹ cái mâm xoay nó cao vãi liền luôn. Mắc cái móc gỗ phát là gì đây? Không thấy cái đầu xe nó ở đâu luôn. Ơi trời ơi, cái móc này bên này Indo nó lại làm lại nữa. Có một cái bạt sau ấy. Vãi lèn nhỉ. Ok, để mình làm một tấm ảnh nhé bà con các bác. Đấy, lâu lắm rồi không chạy lại con này nên là cũng rất là phê đấy. Này dùng mâm hị là nói đấy. Ta lấy thuận nhưng mà đi vào mắt ta lấy nghịch. Này lâu lắm mới được chạy lại em, nó quý hóa lắm mới được chạy lại ấy. Đâu phải lúc nào cũng được chạy những con này đâu, không? Rồi, để bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị lên đường luôn. Mitsu hẳn hoi đấy, không phải dạng vừa đâu. Vừa đó. Đấy, chở gỗ ấy. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ lên đường nhé bà con. Đây đường rất là bé này. Đường nó khá là bé.
Con này là mình chơi 7 số nên nó hơi số hơi khác biệt một tí. Lên số 2 này. Lên số 3 này nhá. Con này là số cò đây, số lẫy đây. Tới những cái thành phố như thế này hơi bị lắc nhẹ xíu bà con, những thị trấn này này. Hơi bị lắc nhẹ khi qua những cái khu vực thành phố như này. Đây, qua những thành phố này chúng ta sẽ dùng cam 2 cho nó lắc. Số 5 rồi đấy nha. Xe này 7 số bạn. Xe này mình chạy 7 số. Hotel. Đấy, chuẩn bị tới cúp đường khó rồi đây. Lật xe, lật xe. Để mình về số. Đấy, đường này không gấp thế. Chị Tí Đán đây gặp ngay khúc cua cực kỳ là gấp rồi đây. Xem nó là chết. Này, hồi nãy mình bơm nhanh đấy chứ. Đấy, đường rất là gấp bà con cô bác ạ. Chết máy. À, lên 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 lên. Hơi gấp, hơi gấp. Mình hơi chủ quan. Mình hơi chủ quan đoạn đấy. Cứ lên này xuống, lên này xuống, lên này xuống, phê lắm ấy. Có điều là hôm nay sử dụng cái con này, cái góc nhìn nó dễ nhìn hơn so với con lần trước mình chạy á. Chết mẹ ơi. Chết mấy khan. Chết mấy khan. Về số mà cái cần số của mình là dạng số số lẫy các bạn. Đây số 2 này. Nhấn một nút về số 1 mà nhấn máy không về được đấy. Nguy rồi, nguy rồi. Bây giờ đây là bài thực hành khởi hành. Đây là một trong những bài gọi là thực hành khởi hành ngang dốc đây. À, bị trôi xe như này, bị trừ điểm ở đây. Rồi, teo rồi, lên không nổi rồi. Teo rồi, teo rồi, teo chim rồi. Nên không nổi rồi. Về số không kịp. Bởi vì mình chơi số 7 số. Con này là số dạng số lẫy, số cò các bạn. Mình chơi 7 số. Con này 71 là 7 số, 2 là 12 số.
Lên nổi không? Rồi. Không thiêng rồi, không thiêng rồi. Lớp cao. Lên đấy. Mẹ chở đâu có quá tải đâu mà nhấc lên không nổi luôn đấy. Má rồi cồn từ nãy giờ cháy cồn chết. Thôi để mình cho nó xuống dưới lại đây. Recon từ nãy giờ mà không lên nổi thì chịu chết rồi. Để mình cho nó lại đây lại, bắt đầu lên dốc lại. Mình cảm thấy kích thích cái đoạn dốc rồi đấy. Không cho nó bay được, không cho nó bay lên nữa. Mà cho nó đi lại từ đầu. À, đoạn đây trở đi. Lên từ từ, lên số 1, lên số 1, bò lên. Bây giờ mình về số 1 rồi. Mình chuẩn bị tinh thần rồi đây. Đuối máy luôn bạn ơi. Không phải giọng vừa đâu. Cua nữa chứ đâu phải giỡn đâu. Phê đây, đường này chạy phê, sướng, quay lè nữa. Các bạn nghe tiếng tạch 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 của máy không? Máy nó gầm rất là ác chiến. Ôi, dốc này, phê chưa? Rồi xong. Lên không nổi rồi. Ê, bó phép rồi, đến đoạn này là bó phép rồi. Giờ ra lại ấy, giờ ra lại đi, ra lại bơm lại từ đầu. Rồi vô cam 1 che cho nó khí thế chứ mẹ, ra cam 2 cũng thú vị. À, con đường khó khăn đây. Rồi. Bơm lại từ đầu. Ê, một gái cỡ ở đây. Ôm hết con đường, phần đường rồi, ôm hết phần đường rồi. Lên, lên, lên. Ủ, chế, đuối máy luôn. Ôi giời ơi. Đậu xanh. Man. Mẹ bơm lên tới đây dốc không lên nổi.
Bà còn thấy qua Facebook bà có thấy thấy đoạn đường này thế nào? Mẹ quay khắp lọ luôn. Đéo mẹ. Bơm lên đây rồi mà không lên nổi. Mẹ có 23 tấn, 23, 24 tấn gỗ chứ mấy. Đậu xanh. Mẹ Sài Gòn lên không nổi. Mẹ nói liếu cả giọng luôn rồi đây. Số sàn bà con có bao nhá? 7 số. 7 số, nếu mà 12 số thì khả năng là lên được. Bây giờ không lẽ quay lại chơi lại 12 số à? Bây giờ một là lên được, hai là đi vô gara chỉnh sửa lại xe này. Chỉ cầu cầu mong mà bơm qua được mấy đoạn này thôi, đúng không? Ê, đéo cần nhiều. Ê, đéo lên nổi luôn. Xe Nhật hả nói đấy, đéo phải xe tàu đâu. Đúng không? Cam go, tình huống cam go ở đây. Bơm đến cỡ này mà còn không vô được nữa. Thôi bó tay. Thôi ra tiếp, ra tiếp. Nó dốc rất là tức các bạn ạ. Không phải bởi vì nó dốc rất là tức. Vừa cua nữa, vừa vào cua nữa. Nếu mà mình chạy đà mà lên lưng chừng dốc đấy mà về số là dễ chết lắm. Vì dễ còn dễ đứng hơn. Thà mình chạy bơm theo kiểu là bơm số thật là nha. Bơm số bơm ngay số 1 ngay ban đầu bơm dưới bơm lên. Mình chuẩn bị đà luôn ấy. Bởi vì đôi khi mình thao tác số khi lưng chừng dốc mà thao tác số không quen là con số thao tác không quen là đôi khi là cũng dễ chết bởi vì chết máy. Giờ bơm luôn này, bơm số 3 lên này. Bác tải quá nhỏ rồi. Tháng đầu cho lên được không? Thôi đi tìm chỗ để thay sửa xe gấp. Lên 12 số bắt buộc phải lên được con dốc này. Mình phải cho nó lên được con dốc này chứ không lên được con dốc này là éo chịu được rồi. Về 12 số. Ê, đường đẹp mà lên không được là không được không chịu rồi đó. Mình sẽ cho lên 12 số. Không chơi 7 số nữa, 12 số thì nó nhiều cấp hơn, chạy nó sướng hơn. Mình mà chơi game S2 online như vậy. Số của mình là số rất tận 32 cấp. À, số ông Mai Thành nhiều số lắm. Đó, mỗi lần mà chơi mới quý với lại các anh em khác thì mấy anh em khác thì toàn chơi 6 số, mình chơi tận 12 số. Thứ nhất là nó nhiều số, cái khả năng bứt tốc chậm hơn so với xe đó. Thứ hai nữa là xe mình là xe số sàn, côn mình là côn số sàn, giống như thực tế trong đời thực luôn. Cho nên là nó sẽ khác, Logitech thì nó cũng là số sàn nhưng mà cái độ nhạy côn như thế nào thì mình không biết, mình chưa so sánh, mình chưa thử nghiệm bao giờ, mình cũng không biết. Nhưng mà đối với cái chân côn mà mình đang chơi này, mẹ mà chả thả gấp côn một phát mà chỉ cần đéo cần biết là số mấy, xe có tải không tải. Xe có tải á, xe không tải mà máy mạnh á, thì thả phát thì nó còn đỡ. Nhưng mình chạy mấy con RS hoặc là Scania 730 mã lực ấy, thả vô tư 6 số thả cái tạch
Đây đúng không? Hồi nãy là đoạn này qua chưa nhỉ? Chưa chưa. Đây đây đoạn này, đoạn này, đoạn này. Đoạn này, đoạn này, đoạn này. Rồi. Phục thù đoạn này đây 12 16 số luôn, lên bây giờ lên 16 số luôn. Đấy. Loay hoay mấy cái đoạn này là cũng mệt, đủ mệt đừ luôn rồi đó. Đây là 16 số, các bạn phải lên theo số lẫy cơ, số cò cơ. Cái này trên cần số nó sẽ có 2 cần, một cần chuyển tầng, một cần chuyển lẫy. Cũng không cua được. Lên mạnh quá cua không được luôn. À, đoạn đường này tốc nó tức vãi lèn luôn. À, để mình cho bay qua lại đầu kia đi. Ô ca một cua rộng rộng quá, cuối cùng cũng chả cua lên được. Từ nãy giờ loay hoay mãi chỗ này rồi đấy, một chỗ rồi đấy, bởi vì các bạn thấy nó rất là dốc, nó tức. Lần này chơi cam một lại đây, nãy hơi bị động tí. Đéo lên được. À, trở lại coi nha. Nãy giờ lòng quảng mãi những cái đoạn đường này hơi bị kích thích, rất là kích thích bà con của bác ạ. À, nói thật bà con của bác là chơi game S2 thì kiếm những đoạn đường như thế này này, tập tành đi. À, ôi chết mẹ, lỗi map, lỗi map. Vì những đoạn đường như thế này trên thực tế của trên thực tế nó chạy cực kỳ là khó. Đấy, từ nãy là lòng bằng mãi rồi đấy, mấy chục phút rồi đấy. Ôm cua rộng rộng ra tí. Đấy, mẹ bữa nay khó khăn hơn rồi, trên đây là gặp con nữa. Xin lỗi, cũng bò được đến đây thôi, chắc bò lên được hơn nữa. Có một cái khúc cua dốc rất là ngắn, bò mãi từ nãy giờ không lên được. Lên 16 số, lên nâng cấp mã lực luôn thôi mẹ, cuối cùng nhỏ quá đi cũng vẫn phải cho nó bay thôi. Quả thực mẹ, đường này map này phê vãi lẹ này. Hồi nãy có đoạn lên được đến đây rồi thì này không cua được, cua không được. Từ từ bác ơi, đéo mẹ, đã vô gấp, ôi rồi mẹ còn gấp nó còn cua cua kia, ôn tỏ này nó, mẹ đụng kiểu gì mà kinh vãi lẹn, mẹ bơm rộng rộng ra, mẹ con này mà đường này mà không bơm rộng ra chịu chết,
nó còn kinh khủng hơn à, mấy cái đường đi đi lấy gỗ ở trên Đắk Lắk của mình ấy. À, mẹ bơm rộng ra chứ bơm hẹp là chết. Trời ơi, giải thích thế nào mà lên không được. Mẹ 550 mã lực, mẹ 16 cấp số. Số 16 cấp. Có ai giải thích cho tôi mẹ có cách nào lên được cái đoạn đường này không? Mát Sài Gòn. Bây giờ mà đổi qua mấy con 730 mã lực thì nó chơi vô tư. Đấy, bảy con 730 mã lực thì Scania. Thì Scania hoặc là Volvo 750 lên được những đoạn đường này. Còn những con này thì mẹ chắc bó tay. Thôi lại dè xuống tiếp vậy. Bởi vì mình không thể nào chạy đà được các bạn ạ, bởi vì dốc đấy nó ngắn tức chứ không phải là dốc dài. Nếu là một con dốc dài thì mình có thể chạy đà lên được, lên lưng chừng đấy mình có thể số được. Bây giờ mình thử chạy nhá. Thôi bó tay. Bó tay mẹ cho bay thôi, mẹ bó tay rồi. Ai gặp hai con dốc như này là tôi cúng bà luôn. Quá à, bữa sau chạy con khác thôi, không chạy mấy con này nữa. À, các bác thấy dốc thế này thì làm sao mà nó lên được. À, thấy dốc như thế này thì ông nói nó lên được. Trên thực tế cũng ít xe có thể lên được lắm. Đối với máy cày thì mẹ trùng tời. Đối với ô tô tời máu nó ra à, nó vừa ngắn nó vừa tức. Trên thực tế cam đoan bác một cam đoan với anh em thì mẹ 10 chiếc 11 chiếc đéo nào lên được, trừ trường hợp những trường hợp sau. Thứ nhất là xe reo 3 cầu, thứ hai nữa xe không tải, thứ ba nữa là xe lốp có lốp áo xích. Đấy, bởi vì cái độ cái thứ nhất là nó ngắn và nó rất là tức, cái độ tức dốc nó rất là cao. Bởi vì tôi đi rừng nhiều tôi biết, kể cả mấy cày ba cầu đóng vô lên xe không tải, chứ xe có tải lên cái nồi nó mẹ nó tời sặc máu. Kể cả xuống dốc mà gặp cái đoạn đường dốc như thế này với tải trọng nặng nhá nhá, đường rừng trên xe chở 10 khối gỗ, chở khoảng 2-3 khối gỗ thôi, đéo còn gì nhiều. Ở dưới dốc gặp khúc cua tay áo như này, thằng nào thằng này tôi đố ông, thằng nào dám xuống được đấy mà không kéo tàn. Một là kéo tàn, hai là kéo rễ. Tại sao phải kéo tàn? Nghĩa là cắt một cành cây, một cái cây rất là to, lồng cáp, bỏ cái tàn cây rất là xa. Khi kéo tàn xuống thì khi xuống dốc như này này, cao như này này, những máy cày này mình gọi là trong ma nhé, xe có khoảng 3.000 hoặc 2.500 đó, xuống như thế này thì nó sẽ ít bị đùa. Bởi vì khi các bạn xuống dốc như thế này ấy, bởi vì xe ở trên Đắk Lắk á thì nó chỉ có một bộ thắng duy nhất, nó là thắng ở cái cầu thôi, nó không có thắng đuôi đó. Mà xuống những con dốc như thế này mà không kéo tàn không kéo dế, mẹ xuống đầu khúc cuối kia mà gặp ngay khúc cua nữa thì nói có ngày gãy đùi, lật xe, chết người, gỗ phi đấy. Cho nên là trên thực tế trong game thì tôi nói thật là đây là lần đầu tiên mình gặp cái đoạn đường như này đây. Nó rất là giống đời thực đây. Nó đổ kéo đi đến đây cũng lên được là nó cũng đúng thôi.
bây giờ đưa con 730 mã lực kéo hai mấy tấn gỗ này lên cũng chưa chắc nó lên được đấy. Đường rất là kinh khủng, thực tế đẹp vãi lèn luôn. Bây giờ nếu mà mình chẳng hạn như mình đi từ trên này xuống thì nó rất là ghê, nó rất là dốc, nhưng mà khi đứng từ dưới này lên, đứng ở dưới nhìn lên thấy nó, cảm thấy nó rất là bình thường ấy, nhưng mà khi đứng từ bên trên nhìn xuống nó rất là kinh khủng, nó khó lắm. À, đoạn đường công nhận là khó, rất là khó. Ôi, bay đi, bởi vì nó rất là cao, khúc gấp, nó rất là tức xe, rất là tức. Đó. Không phải là mình chạy kém, nhưng mà trên thực tế, các bạn, trên thực tế chạy đường như này rất là khó, bởi vì nó rất là tức cái xe. Tức cái xe thứ nhất là cái chiều dài, chiều dài của dốc rất là ngắn, nó còn ngắn hơn cả chiều dài cơ sở của xe. Khi mà cái đầu xe nó vừa lên nó là cái xe nó cạn đất. À, mà thứ hai nữa, đây là may là xe sử dụng mâm xoay, là dòng mâm xoay châu Á đấy. Nếu mà sử dụng mâm xoay, mẹ dạng mâm xoay xe châu Âu mà đi đường đấy, mẹ xin lỗi các ông, mâm xoay đi hết, mâm xoay đi hết. Bởi vì cái độ hở của những thằng mâm xoay của châu Âu nó rất là thấp, nó thấp lắm. Chính vì thế mà những thằng ở châu Âu nó chạy nhanh. Nhưng mà ngược lại thì gặp những cái đường gồ ghề và những đường mà có chịu biên độ dốc cao như vừa rồi là những thằng châu Âu là nó đi sạch, tôi nói đi sạch dàn mâm xoay. Chính vì thế mà những dòng xe từ châu Âu về hoặc là xe Mỹ về Việt Nam thì thường độ lại mâm xoay hết, làm cho nó cao lên. Đấy, những dốc cao lắm, dốc phê luôn. Đấy, mình thấy xe luộc ác chiến chưa? Số 1 đấy. Ông nào mà đi chạy số 4, số 5 đường này là rồi đấy, đi nó lùa cho khắm lọ luôn. Tới cuối dốc là đạp phanh không kịp. Đuối máy luôn chứ đâu phải giỡn đâu. Dốc hơi sơ sơ đấy. Cũng đâu phải sơ sơ đâu, dốc cũng khá là cao đấy chứ. Đuối máy luôn rồi. Nói chung thì kinh nghiệm đi đường rừng, đường đồi, đường đèo nhiều á thì thường thường trên không, nói chung thì ở Đắk Lắk thì ít, nhưng mà trên Đắk Nông với lại Lâm Đồng ấy, đặc biệt là Lâm Đồng thì cái biên độ dốc của nó rất là cao, dốc ngắn và dốc tức rất là nhiều. Ở bên họ thì nếu mà nói về chiều dài móc xe á thì chỉ có Lâm Đồng, chỉ có Đắk Nông, Đắk Lắk và Gia Lai là móc dài nhất. Chiều dài móc có thể lên tới 5-6 mét, thậm chí có móc dài tới 7 mét và 8 mét luôn. Nhưng mà trên Lâm Đồng thì tôi tuyên bố luôn là không kiếm được móc bàn nào dài tới 8 mét. Thứ nhất là trên đấy họ chỉ chở nông sản, chiều dài tối đa họ có thể đạt được là khoảng từ 4-5 mét vừa rồi lại. Cá biệt cũng có móc, nhưng có móc dài tới 6 mét, nhưng mà ít lắm. Trời mưa rất là to. Chúng ta sẽ rẽ ở đây. Trời đang mưa rất là to bà con cô bác ạ. Thôi, mình sẽ ghé vô một trạm dừng chân ven đường.
Rồi. Và như vậy thì video hôm nay thì trải nghiệm một tí, nói chung thì mình cũng muốn giao xong chuyến hàng nhưng mà gặp hai khúc dốc là thôi rồi. Không còn tâm trí để mà chạy thêm nữa bởi vì hai con dốc đấy rất là cao. Cao vời vợi luôn. Cái thật, hai con dốc nó kinh thật. Này bơm cỡ vậy mà không lên được nữa thì thôi. Cũng bó phép, hôm sau thử con 730 mã lực của Scania coi như thế nào. Và cảm ơn các bạn đã coi theo dõi video này ạ. Một lần nữa xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại ạ. Nếu hay đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube mình nhé. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.